À, thằng đánh mid trong tuần anh tưởng nó bảo là cái thằng mid là bên mid này. Boss level bao nhiêu mà lên bay? 20 không ulti gánh tem thì được. Chơi gần từ thôi nghe các bạn ạ. Giết nào ấy. Rồi, đi Sonali à, chết bà mày rồi. Đối mã à? Giết nó. Thank you.
cái áo rồi hả? Mình ơi, nó vào trước đấy. Ulti vào lát ngay đùa luôn. Mỗi đứa có mắt, mắt cắm rồi. Cẩn thận đấy, Bình yên thôi. Thằng sinh ra đang ăn vỏ ấy. Một combo lan đúng hết tết. Ôi giáp kìa. Úi giời ơi, thịt mẹ này quá đẹp đi em ơi. Nếu có thể ra đây may quá, vừa có xong. Úi giời ơi, chấm máu kìa, bao máu ấy. Hòa Bình. Úi giời ơi, thịt mẹ may vãi lồn nhá.
Chợt sóng âm. Con đi rồi, con đi rồi. Đứng bê bê đi mẹ mày ngứa mắt. Nhà mày nhá, tuổi gì? Ui, địt quằn mẹ vãi lồn thằng lồn này. Địt mẹ ông ti xa. Vãi đái. Mà lũ dài à? Không mà lũ đi. Mắt à, bụi xoáy rồi sợ gì? Thì giao trước, thì giao yếu. Chết thằng kia là ngu. Chạy ra cái vòng của nó, chết bà mày. Chạy đâu, địt mẹ anh đây rồi, chạy đâu. Ôi giời, giao hết thời gian. Giống ấy. Thank you.
giời ơi trượt nhá. Quả combo của anh thì quá là chuẩn chỉ đi. Rét mũi rồi mình quay ngược lại. Thằng bé tưởng mình tiến thẳng. Giờ nó phá mắt này, mình nhảy ra đây. Thế nào, tạo ra nó phá mắt này. Đây này. Mình ơi. Đây. Nó ra phá mắt rồi đấy. Rồi thằng ôn này. Thằng không thằng này thì thằng xin ra một tí vào xem. Đấy, biết ngay rồi. Ui giời ơi. Quá đỉnh đi. Ra đây hộ thẻ cái nào. Ôi trời ơi. Giết nó. Ô kìa em, giết nó đi. Trời ơi. Úi giời ơi. Không nghĩ thế. Z chơi Z đi, bắt Z đi. Đều còn hai rồi. Ôi đi mẹ bồ đồ của tôi nó đốt chết rồi.
Chạy mít, chạy mít, chạy mít. Úi dồi, tí chết nhá. Dòng em ơi. Rồi đấy, chỉ còn chim anh đấy mắt ở ra bao giờ đã. Được không? Bê lên đồ đã. Dừng ở bên kia ăn thoải mái đi. À đây bên kia rồi. Chết rồi à? Ô, chạy vào rừng ấy. Chạy vào rừng mình ấy, đâu ấy? Úi dồi ôi. Tuổi gì đó ăn mì. Đồ bồi bố mày. Trời ơi, địt mẹ mày quá đỉnh. Thằng bé về bóng cũng chết mà địt mẹ mày kiểu bơi gì cũng chết. À, sút nhá. Ôi trời ơi. Thank you.
Thôi thì mẹ về giữ giác cẩn thận đây. Mẹ vẫn chưa mất giác tinh thần phát nào nhá.